Xin chào tất cả anh em nhé. Chương trình lại lên dịch vụ con Neo 79 anh em. Vốn của mình hiện tại là 60 củ khoai anh em ạ. Xem dịch vụ bên này lãi lời như thế nào thì mời anh em cùng theo dõi anh em. Mở ba tay đầu nè. Cái hú này hình như là mình mới lần đầu quay anh em ạ. Ngon phết này anh em, quay hai tay được củ dưới anh em ạ. Nếu anh em xem thấy video hay, không hay, anh em cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh anh em. Còn đăng ký Neo 79 thì mình có để link dưới phần bình luận cho anh em đăng ký anh em. Khi anh em đăng ký, anh em liên hệ qua Telegram của mình để nhận 39k anh em. Với lại con Neo 79 này có khuyến mại nạp là 100% anh em, 100k thì sẽ được 200k, nạp một củ thì sẽ được hai củ anh em ạ. Nạp ít hay nhiều tùy vào anh em, đơn nạp đầu tiên này. Vốn 60 tùy hình hiện tại lố anh em ạ. Biết đâu bất ngờ lại cho mình quả mắc win ấy, ngon. Này test cái hú này xem ổn. Chứ toàn quay cái hú thần tài với lại cái gì mà mắc 60.000x ấy anh em ạ. Game Neo 79 nhiều hú lắm, mình cũng chả biết hú nào. Mình thấy thì mình cứ vào quay thôi, nhưng mà xem cái nào ngon thì ok. Còn cái nào không ngon thì mình lượt đi vào món khác rồi. Cái này chắc không ăn thua anh em ạ. 42 quay min cược của nó là 500 rồi anh em ạ. Cái này bao giờ mà lấy lại này. Nếu mà những cái tình trạng như này anh em ạ, nổ thì phải nổ vài chục cú. Quay xịt như này. Cứ quay 5-7-10 phút xem như thế nào đó. Tính sau được 3 cục 6 ở này. Thì mà cũng bảo là nổ to nhất à. Không biết cái hú này quay có được miễn phí không nhỉ? Lên thêm một cái nữa xem như thế nào. Có cái nịt. Cái này nó cũng thẳng hàng, nó vẫn đớp anh em ạ. Một lít anh em ạ, lố đi 7 củ anh em ạ. Củ này mà kiếm được 10 củ là giỏi anh em ạ. Nói chung là mình không quay thì mình không biết là hú nào ngon, hú nào không ngon. Bởi vì con game Neo 79 này có thật mấy trăm cái slot quay nổ hú anh em ạ. Nên mình có vốn thì mình cứ trải nghiệm cho anh em xem. Cái nào ok thì chúng ta chiến, cái nào không ok thì bỏ qua. Chưa biết mắc win là cái gì nhá. Mất đi 10 anh em ạ. Khả năng sẽ quay nhanh một chút đi. Lố hai lái đều biết anh em ạ. Để mình quay 50 lượt anh em ạ. Quay 50 lượt đi. Nếu mà 50 lượt này mà không ăn thì thôi bố mày chủ ăn. Ú quần què thế này. Tình hình mất đi 15 rồi. Nếu mà nổ thì phải nổ cũng khá nhiều đây anh em ạ. Toàn xịt thế này. Hoặc là mình cố gắng ngồi xem được pha nổ thế nào. Để còn biết mùi vị của nó. Đại ca dối quá nha.
Ok anh em, em sẽ tắt mic, mình sẽ cho cái âm thanh game nghe xem có khoái không nhiều nào. 15 tưởng 15 khổ chứ anh em ạ. Mời anh em xem hết video nhé.